Alo, chào mọi người nhé. Không hiểu sao hôm nay hai nick của mình đều bị cấm. Chẳng phải like bằng một cái nick phụ khác. Mình chờ một tí nhé, cho vào đông đông tí. Mọi người có nghe rõ âm thanh với nhìn hình ảnh được không nhỉ? Có bị giật lag gì không? Hai nick của mình đều bị cấm like nên là mình like tạo một cái nick này. Không lẽ mình có đăng thông báo rồi đấy nhưng mà cái nick đấy lại bị khóa tiếp rồi. Không hiểu sao. Cái đề giữa kỳ của mình thì gồm 15 câu đúng không ạ? 15 câu một cái đề này của mình trong 45 phút. Đấy là tùy tùy thầy cô nhé, tùy thầy cô dạy lớp bài tập. Nếu có thầy cô lớp bài tập thì chỉ cho khoảng 10 câu thôi. Có thầy cô khoảng 15 câu, đấy là tùy. Thì cái chương trình thi giữa kỳ của mình ấy chỉ gồm hai phần, đó là phần điện và phần từ trường. Mình không biết là có phần cảm ứng điện từ không nhưng mà trong cái đề này mình chữa thì không có. Thì đến hết chương 4 là chương từ trường thôi. Và cái đề giữa kỳ thì các bạn cứ học chắc hết các công thức là được khoảng 6-7 điểm rồi. Mà ai mà chăm nữa thì được 3 điểm chuyên cần nữa là 10 điểm quá trình thôi. Thôi mình bắt đầu chữa luôn câu 1 nhé. Vậy là mình lúc đầu gặp hơi trục trặc một tí cho nên là vào hơi lâu. Câu 1 này. Tìm hiệu điện thế ở điểm P trên hình vẽ cách đầu phải của thanh một thanh nhựa một đoạn dài L. Và cái thanh này thì có điện tích là Q. Đó, cái điểm P của mình cách cái thanh này là một đoạn D. Nó tính điện thế tại điểm P này do cái thanh này gây ra. Đầu tiên thì mình vẽ lại hình nhá. Câu 1. Đây là cái thanh của mình này và đây là điểm P. Thì cái khoảng cách này là đề cho là D và cái thanh này có chiều dài là L. Đó, bây giờ sẽ tính điện thế do cái thanh nhựa này gây ra tại điểm P cách một đoạn là D, cái này là Q. Ở đây mình sẽ nhắc lại một chút về cái công thức điện thế do điện tích điểm gây ra. Điện tích điểm thì ta sẽ có là V sẽ bằng Q chia cho 4pi epsilon epsilon 0 nhân với r. R ở đây là khoảng cách. Đó thì ở đây cái thanh của mình này là một thanh dài, nó là một cái vật to ấy thì không phải là điện tích điểm. Thì cái hướng làm của mình sẽ là V sẽ bằng tích phân dv. Đầu tiên là chia nhỏ ra, sau đó là tích phân lại. Đó, thì mình sẽ chia chia thanh thành rất nhiều phần nhỏ đúng không? Sao cho mỗi phần là một điện tích điểm. Chia thanh này thành rất nhiều phần nhỏ.
sao cho mỗi phần là một điện tích điểm. Mỗi phần là một điện tích điểm. Thì khi đấy thì mình mới áp dụng được công thức của điện tích điểm này đúng không? Và ví dụ cái thanh của mình như thế này, mình sẽ chia thành vô số cái điểm nhỏ như thế này. Và mỗi cái này sẽ là dx, có cái độ dài là dx. Dx này rất nhỏ nhé, nên mình mới gọi là vi phân. Thì ta sẽ có là dq, tức là độ lớn điện tích của cái điện tích điểm này. dq thì sẽ bằng lambda nhân với dx, mật độ điện dài nhân với chiều dài. Bởi vì cái thanh của mình là thanh dài mà, nên mình sẽ tính theo mật độ điện dài. Mật độ điện dài thì sẽ có công thức là q chia cho l nhân với dx. Đó, từ đấy mình sẽ thay vào công thức của điện tích điểm thôi, bởi vì mỗi cái phần này là mình đặt là một điện tích điểm rồi mà. Suy ra được này là dv, tức là vi phân điện thế, thì sẽ bằng dq chia cho 4pi epsilon epsilon 0 nhân với khoảng cách. Đó, dq là điện thế, điện tích của cái điện tích điểm này nhá, mình mới chia xong ấy. Thì sẽ thay vào công thức này, hai cái dq vào công thức này, ta suy ra được dv. Dv của mình sẽ bằng q chia cho l nhân với 1 nhân với dx. Dx chia cho 4pi epsilon epsilon 0 nhân với r. R ở đây là x cộng với z luôn đấy, cái khoảng này là x này. Đây là x cộng z nhá. Khoảng cách từ cái điện tích điểm này đến cái điểm P, cái điểm mình cần xét. Đó, thì bây giờ mình sẽ tích phân cái thằng V này lại thôi. Đó, suy ra V của mình sẽ bằng tích phân dV, cái cận là thanh đúng không? Mình sẽ cho cái cận chạy quanh cái thanh này. Đó, thì ta thay vào và suy ra V sẽ bằng tích phân của cái thằng này, Q chia L này, nhân với dx chia cho 4pi epsilon epsilon 0 nhân với x cộng z. Đó, thì bây giờ mình sẽ xem coi là cận cận sẽ chạy từ đâu đến đâu. Thì cái điểm mình xét sẽ chạy từ đầu này đến đầu này, thì cái cận của mình sẽ chạy từ 0 đến L. Bởi vì mình đặt x là cái đoạn khoảng cách từ cái điện tích điểm này đến cái đầu phải mà. Thì cái điểm khảo sát của mình sẽ chạy từ đầu bên này sang đầu bên này. Thì x sẽ chạy từ 0 đến L. Cả cái thanh này là dài L nhé. Đó, thì cái này về bên toán thôi, tích phân theo biến x đúng không? Sẽ bằng q chia l này nhân với 1 chia cho 4pi epsilon epsilon 0 nhân với ln của l cộng z chia cho z. Mình viết có bé quá không nhỉ? Các bạn có cần viết to lại lên không? Sợ là nếu mà mờ thì sẽ không nhìn thấy được. Đó, thì đến đây thì về cơ bản là ra rồi đúng không? Thì việc thay số nữa thôi. Đó, đến đây thay số nhá, thì ta suy ra được V bằng chỗ này là q của mình bằng 4,43 nhân với 10 mũ trừ 9 coulomb này, và l thì bằng 2 cm, z bằng 1 cm. Đó, ta thay vào đây. Thì sẽ ra được là
185,62V đúng không? Đó, thế thì sẽ xấp xỉ đáp án A. 1A. Ở đây cái câu này các bạn phải chú ý rằng là khi mà một cái vật của mình không phải là điện tích điểm rồi thì cái hướng làm duy nhất sẽ là chia chia nhỏ ra thành điện tích điểm thôi. Chia nhỏ ra sau đó tích phân lại. Tính DQ, DV sau đó tích phân lại. Hướng làm sẽ là như thế. Có ai còn thắc mắc gì câu này không nhỉ? Mình nghĩ là câu này mình trình bày khá là chi tiết rồi đấy. Xem này tìm. Có ai có câu hỏi gì không? Bài này là một bài cơ bản trong sách bài tập rồi ấy. Ok nhá, không ai câu hỏi gì à? Rồi, sang câu 2 này. Cho một quả cầu bán kính 3 cm có điện tích là Q. Điện tích được phân đều trong thể tích. Thế thì cái này là quả cầu đặc rồi đúng không? Tính hiệu điện thế giữa hai điểm cách tâm lần lượt là 1,5 và 3 cm. Câu 2. Ta có cái quả cầu của mình là cầu đặc này. Điện tích phân bố đều mà, phân bố đều trong thể tích mà, sẽ là cầu đặc có Q là bằng 9,42 nhân với 10 mũ trừ 9 coulomb. Và bán kính của nó là bằng 3 cm. Bây giờ sẽ phải tính hiệu điện thế giữa hiệu điện thế giữa hai điểm có cái R1 là bằng 1,5 cm, R2 là bằng 3 cm. Từ đây thì ta suy ra được là hai cái điểm này là nằm trong quả cầu đúng không? Nằm trong quả cầu. Bài này thì thật ra là dùng công thức thôi, đúng không? Nếu hiệu điện thế giữa hai điểm nằm ngoài, hai điểm nằm ngoài này thì ta có là UMN ngoài, UMN ngoài nhé, sẽ có công thức là bằng Q chia cho 4pi epsilon epsilon 0 nhân với 1 chia cho RM trừ đi 1 chia cho RN. Đó, đây là nằm ngoài thì coi như là một điện tích điểm. Coi như cái Q đấy là một điện tích điểm. Thế còn trong bài này là nằm trong thì sẽ có là UMN. UMN trong thì sẽ bằng Q chia cho 4pi epsilon epsilon à lộn lộn. Sẽ bằng rho này nhân với RN bình trừ đi RM bình chia cho 6 epsilon epsilon 0. Rho này là mật độ điện khối nhé. Chẳng phải dâu hay là mật độ điện khối. Cái này là công thức thôi. Cái hình của mình sẽ như thế này. Đây là tâm này. Đó, cái cầu đặc này tính hiệu điện thế giữa hai điểm. Đây là điểm M đi. Và đây là điểm N. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm này, đây là tâm O.
Thì ta có công thức rồi thì ta thay số mà thôi đúng không? Khai triển một bước nữa ra cái này. Rho thì sẽ bằng là Q chia cho điện tích chia cho thể tích nha, sẽ bằng 4 phần 3 pi r mũ 3 thể tích hình cầu và nhân với 6 epsilon epsilon 0 này nhân với rn bình, ở đây là r2 bình trừ đi r1 bình. À, đến đây thì thay số mà thôi đúng không? Nó sẽ bằng một không năm bảy phẩy sáu vôn. Ở chỗ mình hơi ồn nhé, các bạn thông cảm đi. Gần đây đang có cái đám cưới. Câu này thì là công thức thôi nên là chắc cũng không có ai có hỏi gì đúng không? Chủ yếu là nhớ công thức là được. Hai công thức này. Cái trường hợp mà UMN ở ngoài ấy, thì cầu đặc hay là cầu rỗng cũng như nhau. Rồi, câu này không có thắc mắc gì nên là mình sẽ sang câu 3 nhé. Câu 3 là người ta đặt một cái hiệu điện thế U bằng 4.000V giữa hai dẫn hình trụ song song cách nhau một khoảng là L. Hai dẫn hình trụ đó, bán kính của mỗi dây là R nhỏ. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm của khoảng cách giữa hai sợi dây, biết rằng các sợi dây đặt trong không khí. À, mình không xóa like đâu nhé. Xong like là mình up lên luôn lên trên group. Cái này đặt trong không khí thì mình suy ra được là epsilon của mình bằng 1 nhé, đặt trong không khí. Hai dây dẫn hình trụ song song đặt cách nhau L, mình có hình như sau. Đây là cái dây dẫn này. Để dài cái tí. Đó, và cái dây dẫn hai dây dẫn này thì cách nhau một đoạn là L. Thì cái đoạn này sẽ là L. Đúng không? Và cái bán kính của mỗi hình trụ này là R nhỏ. Cái này là R nhỏ này. Thì ở đây đề bảo là đặt một cái hiệu điện thế U. Đặt một hiệu điện thế U thì các bạn phải nắm được một cái mấu chốt là thế này này, là khi đặt một hiệu điện thế U thì sẽ có sự chênh lệch điện thế. Chênh lệch điện thế giữa hai cái dây này thì cứ coi như là một dây sẽ nhiễm điện tích dương và một dây sẽ nhiễm điện tích âm là lambda và trừ lambda. Một dây là lambda và một dây là trừ lambda thì cái này là mật độ điện dài. Mật độ điện dài nhá. Thì ta sẽ xét một điểm. Đây là câu 3 này. Xét một điểm nằm giữa hai dây, tức là nằm trong cái vùng này này và cách dây một một đoạn là x đó. Vậy mình giả sử mình xét cái điểm M ở đây thì cái đoạn này của mình đặt là x này thì cái đoạn này của mình sẽ là bao nhiêu nhỉ, L trừ x đúng không, L trừ x. Đó, đề của mình đang yêu cầu là tính cường độ điện trường tại cái điểm trung điểm thì tí nữa mình sẽ cho x bằng L chia 2 là ra. Thì ta có này. Mình gọi cái dây này là dây 1 nhá, dây này là dây 2. Thì cường độ điện trường tại điểm M, điểm này là điểm M thì sẽ bằng E1 vectơ E1 cộng với vectơ E2.
Các bạn xem có bị giật lag gì không nhỉ? Sợ là buổi tối mạng nó hơi yếu ấy. E1 cộng E2 nhé, tức là cường độ điện trường do cái dây 1 gây ra cộng với cường độ điện trường do cái dây 2 gây ra. Trong đó là mình sẽ nhắc lại một chút cái kiến thức, đó là nếu mà điện tích dương thì cái cường độ điện trường của mình sẽ có hướng là hướng ra ngoài. Còn nếu mà âm thì cường độ điện trường sẽ hướng vào trong, đúng không? Thế thì rõ ràng là cái điểm M của mình này là cường độ điện trường do hai dây sẽ cùng hướng. Hai dây gây ra thì điểm M sẽ cùng hướng. Dây này dương này thì sẽ hướng ra ngoài này. Còn dây này âm thì nó hút vào trong. Thì hai cái sẽ cùng hướng. Thì ta suy ra được E tại điểm M thì sẽ bằng E1 cộng với E2. Đó, và bằng cường độ điện trường gây ra bởi cái dây dẫn hình trụ. Trụ dài vô hạn thì sẽ có công thức là lambda chia cho 2 pi epsilon epsilon 0 nhân với khoảng cách là r. Ở đây là x luôn đấy, đúng không? Là x này mà. Đây là dây 1 nhé, gây ra do dây 1 gây ra, bây giờ sẽ cộng với dây 2 thì sẽ là trị tuyệt đối của trừ lambda này, chỗ này có trị tuyệt đối nữa nhé. Vì là E thì không bao giờ âm được nên là sẽ có trị tuyệt đối của 2 pi nhân với epsilon epsilon 0 nhân với khoảng cách lúc này sẽ là l trừ x. Dây 2 gây ra tại điểm M. Đó, nếu mà viết gọn lại thì ta sẽ chia được EM. EM của mình sẽ bằng lambda chia cho 2 pi epsilon epsilon 0 này nhân với 1 chia x cộng với 1 chia cho l trừ x. À, mình không xóa like đâu nhá. Mình xong rồi mình đăng luôn lên trên group ấy. Bây giờ đề yêu cầu là tính E tại cái điểm tại trung điểm của hai đoạn dây, đúng không? Thì mình sẽ cho x bằng l chia 2. Tuy nhiên là mình chưa có cái lambda. À, chưa có lambda thì mình sẽ tính thêm một bước nữa. Đó là xét mối liên hệ giữa E và U. Thì ta có này. U của mình thì sẽ bằng tích phân của EDR. Cái này là công thức ở cái phần điện rồi nhá. Nếu mà ai mà chưa nắm vững thì quay lại xem lại. U của mình thì sẽ bằng là tích phân của EDR. Đó, nó sẽ bằng tích phân của lambda chia cho 2 pi epsilon epsilon 0 này nhân với 1 chia x cộng 1 chia cho l trừ x dr. Bây giờ xem cận sẽ chạy từ đâu đến đâu. Rõ ràng là cái điểm M mình xét là đang điểm nằm giữa hai cái dây dẫn này. Thế thì cái điểm sẽ có thể chạy từ cái biên này đến biên này, đúng không? Từ cái điểm này này. Từ cái mép của cái dây 1 này đến cái mép của dây 2 này, không thể nằm bên trong được. Từ mép này đến mép này thì cái cận của mình sẽ chạy từ R1 cho đến quên, chạy từ R cho đến L trừ R. Đúng không? Cái đoạn này thì sẽ cách dây 1 là R. Còn nếu mà ở điểm này thì sẽ cách cái dây 1 của mình là L trừ R. Đó, cả cái đoạn này nhá. Đoạn này sẽ là L trừ R này. Này không có R1 R2 đâu nhá. Đó, thì cái này thì giống toán rồi đúng không? Vậy suy ra U sẽ bằng lambda chia cho 2 pi epsilon epsilon 0 này nhân với ln của l trừ đi r chia cho r trừ đi ln của r chia cho l trừ r. Nên bây giờ đã có cái mối liên hệ giữa U và lambda thì mình sẽ rút lambda theo U, sau đó thay ngược vào E là ra x thì cho bằng L chia 2. Nhá, thì ta mình sẽ rút gọn lại cái đoạn này này.
Nếu gọi cái đoạn này lại thì ta sẽ có được suy ra U sẽ bằng lambda chia cho chỗ này mình đẩy dấu trừ vào trong thì sẽ lộn ngược lại là thành ln của l trừ r chia cho r cộng hai cái lại với nhau thì sẽ ra bằng là pi epsilon epsilon không này nhân với ln của l trừ đi r chia cho r đó. Mình rút được mối liên hệ giữa U và lambda nhé. Đó, các bước làm của bài này này, đầu tiên là sẽ xét một điểm, xét cái tổng quát đấy, xét một điểm nằm giữa, tính E tại đó, sau đó tìm mối liên hệ giữa U và E, thì ta sẽ rút ra được mối liên hệ giữa U và lambda. Đó, thì ta sẽ suy ra lambda của mình, tí nữa thay lambda vào đây thôi là ra thôi. Suy ra lambda sẽ bằng pi epsilon epsilon không này nhân với ln à, đúng không nhỉ, lộn lộn, chia cho nhân với u chia cho ln của l trừ đi r chia cho r đó, có mối liên hệ giữa lambda và u rồi nhá, thì mình thay vào đây thôi, với d cho u mà d cho u thì mình phải tính theo u đây này. Đó, vậy suy ra E của mình sẽ bằng, thay vào đây cho x bằng L chia 2 thì sẽ bằng 2U chia cho L nhân với LN của L trừ đi R chia cho R. Đúng chưa nhỉ? 2U chia cho L nhân với LN của L chưa rồi, chưa vào, đúng rồi. Đấy, đây là công thức cuối cùng. Thì đến đây thì thay số thôi đúng không? Ta có U bằng 4.000 sẽ bằng 2 nhân với 4.000 chia cho L của mình là đổi ra mét nhé, đổi ra mét hết là 0,2 nhân với ln của l trừ r là 0,2 trừ đi 2 nhân với 10 mũ trừ 3 2 mm mà chia cho 2 nhân với 10 mũ trừ 3 đó, thì bạn bấm máy xem ra bằng bao nhiêu. Tám bảy không bốn phẩy tám tám đúng không, 89 à, đơn vị sẽ là vôn trên mét. Nên đáp án của câu này sẽ là xấp xỉ B đúng không, 8704 suy ra B. Có ai có hỏi gì câu này không? Câu này mình nghĩ là một câu cũng hơi nâng cao đấy. Đây, các bước làm của nó này. Đầu tiên là tính E. Sau đó là ta sẽ tính U. Tính U theo lambda. Đó, xong nó lại rút ngược lại E. Đấy, đây là các bước làm. Được 3 câu, 15 câu thôi.
ai có câu hỏi gì mày này không? Rồi nha, mình sang câu câu số 4. Câu số 4 này. Hai điện tích điểm Q1 Q2 là cách nhau một đoạn là D. Câu 4. Câu số này thì nha. Q1 và Q2 ban đầu đặt cách nhau là một đoạn là D. Nếu cho điện tích Q2 dịch chuyển ra xa Q1 thêm một khoảng là A, tức là Q2 dịch sang bên này. Nó sẽ đến vị trí này, đây là Q2 và cái đoạn này sẽ là A. Thì công của lực điện dịch chuyển trong trong cái dịch chuyển này là bằng bao nhiêu? Câu 2 á. Câu 2 mình chữa rồi mà. Câu 2 đây này, câu 2 là câu công thức thôi. Câu 2 có công thức thôi nhá. Mà tí nữa bạn tua lại xem câu 2 cũng được. Mình sẽ chữa câu 4. Tính công của lực điện khi mà dịch chuyển Q2 đúng không? Thì ta sẽ có cái công thức công của cơ học. Đó là DA. DA của mình sẽ bằng FDS. Đúng không? DA là FDS. Đây là lý 1 nhé. Thế thì thay vào đây ta sẽ có được là cái lực điện, cái lực ở trong trường hợp này của mình là lực điện. Và S của mình đây là cái quãng dịch chuyển. Cái đoạn dịch chuyển thì mình ký hiệu là DR. Vậy suy ra DA trong trường hợp này. DA này sẽ bằng là F điện nhân với DR. Đó. F điện của mình thì sẽ tính bằng công thức đó là QE. QE nhân với DR. QEDR mà ở đây Q là cái điện tích thử hay còn gọi là cái điện tích trong trường hợp này là điện tích mà nó dịch chuyển ấy thì sẽ là Q2. Còn dịch chuyển trong cái điện trường trong trường hợp này sẽ là do thằng Q1 gây ra nên sẽ chỗ này sẽ là E1. E1 nhé. Q2 E1 nhân DR. Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ tính cái E1 ra thôi. Ta có này. E1 tức là cường độ điện trường do Q1 gây ra thì sẽ bằng trị tuyệt đối của Q1 chia cho 4 pi epsilon epsilon 0 nhân với R bình. Đó là khoảng cách. Chia cho khoảng cách bình. Đó, ta sẽ thay vào đây. Suy ra cái DA của mình do là Q1 Q2 lớn hơn không cả đúng không? Q1, Q2 bằng nhau nhá và bằng 4 nhân 10 mũ trừ 8 lớn hơn không cả. Mình sẽ bỏ trị tuyệt đối đi, sẽ bằng là DA sẽ bằng Q1 Q2 này chia cho 4 pi epsilon epsilon 0 nhân với 1 chia cho R bình DR. Mình viết chữ có bị bé quá không nhỉ? Mai mà thấy bé thì comment xuống đây nhé. Đó thì ta có được cái vi phân công A theo cái biến là khoảng cách là R. Công này khá là cơ bản đấy. Nên ta suy ra được là A, mình viết to lên tí nhá. A thì sẽ bằng tích phân DA. Đó thì sẽ bằng Q1 Q2 chia cho 4 pi epsilon epsilon 0 này nhân với 1 chia cho R bình DR. Đó, cận sẽ chạy từ D đến D cộng A. Ban đầu Q1 à Q2 ở đây thì nó sẽ cách Q1 là đoạn là D, khoảng cách là D. Sau đó ở đây thì sẽ là D cộng A. Đó, đến đây thì thay vào thôi đúng không? Sẽ bằng Q1 Q2 chia cho 4 pi epsilon epsilon 0 này nhân với trừ đi 1 chia cho D cộng A
cộng với 1 chia cho d. Đó, đây đây các bạn thay số vào nhá. Nếu mà bài toán mà mở rộng ra ấy là dịch chuyển trong một cái tụ điện ấy, thì trong cái tụ điện của mình có là cường độ điện trường sẽ không đổi rồi. Nên là công của mình sẽ bằng A sẽ bằng Fs thôi. Ở đây là cường độ điện trường thay đổi mà. Nó phụ thuộc vào khoảng cách. Nên là mình chỉ còn cách là tích phân thôi. Tích phân lại sau khi thay số thì ta sẽ ra được A của mình sẽ bằng 10,286 nhân với 10 mũ trừ 5. Đơn vị là joule. Này là đáp án D đúng không? Đáp án D ở đây chỗ này này sai đấy, đáp án sai đấy. Vì Q của mình đang dịch chuyển theo chiều của cường độ điện trường mà Q2 lớn hơn 0 nên là công của mình phải là công dương. Đề này mình đăng ở trong một cái bài hôm qua rồi mà. Đăng trong cái bài thông báo livestream ấy. À, còn nếu mà nguồn thì là đề này mình cũng sưu tập được ở các cái năm trước thôi. D đúng rồi, đoán D. Chỗ này sửa lại này giống cộng nhá. Công ở trong trường hợp này phải là công dương mới đúng. Dịch chuyển theo chiều của cường độ điện trường mà. Có ai có thắc mắc gì câu này không? Đúng rồi, cái link drive đấy, link driver đấy, link đề đấy. Câu này một câu cơ bản đúng không? Chỉ tính vi phân ra không có gì phức tạp cả. Vi phân ra sau đó là tích phân lại thôi. Chủ yếu là nhớ được cái công thức của chương cơ học ấy. DA bằng FDS. Khi mà cái F này thay đổi này. Thì tích phân lại. Rồi mình sang câu 5 nhé. Chữa hơi lâu đúng không? Bây giờ mình lên câu 5. Người ta đặt một hiệu đến thế U vào giữa hình trụ dài đồng trục bằng kim loại mỏng. Bán kính là R1 và R2. Thì cái này là mô hình của cái tụ hình trụ. Tụ điện hình trụ. Tụ điện hình trụ hai mặt. Tính mật độ điện dài bên trong hình trụ trong. Mật độ điện dài của hình trụ trong. Đó. Câu 5. Ta có là cái tụ điện trụ này có U là bằng 400 V, R1 bằng 2 cm và R2 của mình bằng 10 cm. Tính lambda đúng không? Suy ra lambda bằng chấm hỏi. Mình sẽ vẽ lại cái tụ cho các bạn dễ hình dung nhé. Cái tụ này sẽ gồm hai bản hình trụ, hai bản mặt hình trụ. Đây là cái bản hình cái mặt bên ngoài này. Mình vẽ hơi xấu tí. Đó, đây là mặt đáy. Đây là cái trục này. Đó, bên trong thì sẽ có một cái hình, có một cái mặt trụ nữa. Đó, đây là cái mô hình tụ trụ của mình nhé. Thì cái đoạn này sẽ là R1, bé quá mình không biết rồi nha. Còn cái đoạn lớn này là R2.
bán kính. Thế bây giờ các bạn phải xác định được là cái U, khi mà người ta đặt một cái hiệu điện thế U vào thì nó sẽ có sự chênh lệch điện thế ở những cái điểm nào. Khi đặt U vào nhá, thì sẽ xuất hiện sự chênh lệch điện thế giữa hai cái mặt, mặt trong và mặt ngoài. Nó sẽ xuất hiện sự chênh lệch điện thế, xuất hiện sự chênh lệch V giữa mặt trong và mặt ngoài. Và mặt ngoài đó thì phải xác định được cái sự chênh lệch V này ở đâu thì mình mới tích phân cái EADR được, tích phân trong cái vùng đấy được. Thì ta có là chênh lệch giữa hai bản mặt trong và mặt ngoài. Thì bây giờ mình sẽ xét một cái điểm nằm ở trong cái vùng không gian này, đúng không? Xét một điểm. Tí nữa mình sẽ tích phân từ cái mặt trong ra cái mặt ngoài là ra được U cái gì? Tích phân EADR từ mặt trong ra mặt ngoài là ra được U thôi. Xét một điểm nằm giữa hai mặt. Một điểm bất kỳ nhá, nằm giữa hai mặt. Cách cái trục là x là r đi. Cách trục giữa là r. Đó, cái đoạn này của mình sẽ là r này. Đây là cái điểm mình đang xét nhé. Thế thì người ta có là cường độ điện trường tại điểm này chỉ do mặt trụ trong gây ra thôi, đúng không? Chỉ do cái mặt R1 gây ra. Điện tích thì nó phân bố ở như những cái chỗ cong mà, nên là chỉ do cái mặt trong gây ra thôi. Thì ta sẽ có được là E tại đây, E tại cái điểm này này thì sẽ bằng, tính theo công thức ấy, là công thức của cường độ điện trường của cái điểm cách cái mặt trụ ấy, là lambda chia cho 2 pi epsilon 0 nhân với r nhân với khoảng cách. Thì ở đây mình đặt là r rồi, nói lên từ đây mình đã xuất hiện được lambda rồi, đúng không? D chia cho E thì mình sẽ tính cái thằng lambda theo U, D cho U mà. Đó, mình đã xây dựng được cái công thức của E tại một cái điểm nằm giữa hai mặt rồi. Mà ta có này. U của mình thì sẽ bằng tích phân của EADR. Tích phân của E nhân với vi phân khoảng cách. Đó, cái này là lý thuyết nhé, lý thuyết của phần điện điện trường ấy, phần tụ nữa. Đây là U. Đó, ta suy ra được. Mình sẽ suy ra là U sẽ bằng tích phân của lambda chia cho 2 pi epsilon 0 này nhân với 1 chia r dr. Giờ xem cận chạy từ đâu đến đâu. Cái điểm mình đang xét là cái điểm nằm giữa hai mặt, cho nên là cái biên nó sẽ chạy từ cái mặt trong ra mặt ngoài thôi. Thì khi cái điểm của mình nằm chính cái mặt trong thì khoảng cách đến cái trục chính giữa sẽ là r1. Khi cái điểm của mình nằm trên cái mặt ngoài này thì khoảng cách đến cái điểm chính giữa, đến cái trục chính giữa ấy, sẽ là r2. Đó, thế này là về cơ bản là ra rồi. Đến đây thì tính ra thôi, đúng không? Tính như toán thôi. Suy ra U của mình sẽ bằng lambda chia cho 2 pi epsilon 0 này nhân với ln của R2 chia cho R1. Nó thì có mối liên hệ giữa lambda và U rồi, mấy cái này là hàng số. Đây, để cho U rồi thì ta suy ra lambda thôi. Suy ra lambda sẽ bằng 2 pi epsilon 0 nhân với U chia cho ln R2 chia R1. Hiện nay thay số mà thôi nhá.
mật độ điện dài của cái hình trụ trong. Cái số con này sẽ ra được là 1,38 nhân với 10 mũ trừ 8 coulomb chia cho mét, đơn vị của mật độ điện dài. Đúng rồi, đáp án A. Câu này có một câu hơi nâng cao đấy. Nhưng mà ai mà không thấy dài quá thì nên là học thuộc công thức đi. Học thuộc cái công thức cuối cùng này này. Công thức cuối cùng này. Đây là công thức của tụ trụ. Học thuộc luôn công thức này này. Nên là hiệu điện thế giữa hai bản mặt trong cái tụ điện hình trụ nhá. Em không trong bài này thì bài khác nó hỏi hiệu điện thế thì mình cũng lắp luôn mà được. Đấy, ở trên đây là cách chứng minh. Đã có ai có thắc mắc gì câu này không? Chủ yếu là phải suy luận được cái bước đầu thôi, còn tính tính tích phân thì cũng khá là dễ đúng không? Tích phân thì có mỗi cái 1 chia r này thôi, 1 chia r dr thì tích phân lại nó ra ln, còn chủ yếu là cái bước suy luận ở trên đấy. Cái này là r2 này, cái này là r1. Rồi, nếu không có ai thắc mắc thì mình sang câu tiếp theo nhé. Có khi là mình sẽ phải chữa nhanh một tí nhá, vì là mới đến một câu 6. Câu 6 này, một điện tích điểm tạo ra một điện thông là trừ 750 V nhân mét khi đi qua một mặt gau hình cầu có bán kính R bằng 10 ở tâm, có điện tích đó đặt ở tâm. Nếu có bán kính của mặt gau tăng gấp đôi thì điện thông qua mặt đó bằng bao nhiêu? Một câu về định lý gau đúng không? Câu 6 ta có là cái điện tích của mình đặt trong một cái mặt gau. Mặt gau. Cái mặt này là một hình cầu này. Để khi tăng cái điện bán kính của cái mặt gau này lên gấp đôi thì điện thông bằng bao nhiêu? Ban đầu ta có là phi E của mình đang bằng trừ 750 V nhân với mét. B à? Nhanh thế. Thì ta có định lý gau, định lý OG đấy, mình chả nhớ tên lắm. Là phi E của mình này thì sẽ bằng tích phân mặt loại 2 của D nhân với DS. DS. Và cái thằng này thì sẽ bằng tổng tất cả các điện tích có ở trong cái mặt gau đó. Thì từ đây ta suy ra được là cái điện thông của mình sẽ phụ thuộc vào số lượng điện tích có trong cái mặt gau đó, tổng tổng đại số của điện tích có trong mặt gau đó, chứ không phụ thuộc vào cái tích phân này. Cho nên là cái phi E của mình không đổi nhá, không đổi. Đó sẽ là đáp án B. Nhiều người bị lừa câu này lắm ấy, nó chỉ phụ thuộc vào cái điện tích điểm này thôi này. Câu 7. Câu này thì đơn giản thôi. Một tụ điện phẳng diện tích bản cực là S bằng 140 cm bình. Đầu tiên là có cái tụ phẳng này. Nó có tụ phẳng.
với cái S diện tích mỗi bản ấy là 140 cm vuông. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d bằng 0,5 cm. Giữa hai bản cực có một lớp điện môi epsilon bằng 2. Và tụ này được tích điện 300V. Đó. Sau khi tích điện thì ta nối cái thằng này với một cái điện trở R bằng 100 ohm. Thì hỏi ra Q trên cái điện trở bằng bao nhiêu? Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở. Sau khi nối cái tụ phẳng này với sau khi tích điện cho cái tụ phẳng nối với cái điện trở thì nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở bằng bao nhiêu? Bài này ta có cái hình như sau. Ban đầu là cái tụ của mình đang được tích điện rồi này. Sau đó sẽ được nối với cái điện trở. Đây là C và đây là R. Thế thì ở đây các bạn lưu ý một điểm như thế này này. Là cái tụ điện của mình khi mà được nối hai bản với nhau ấy thì nó sẽ phóng điện, giải phóng năng lượng. Khi nối hai bản tụ điện suy ra là tụ sẽ phóng năng lượng. Và toàn bộ cái năng lượng này này, năng lượng của tụ điện này sẽ biến đổi thành điện lượng. À, nhiệt lượng chạy qua cái điện trở này. Đó, thế thì dễ dàng ta nhận thấy là cái Q của mình sẽ không phụ thuộc vào điện trở đúng không? Nó chỉ phụ thuộc vào cái năng lượng đang có trên cái tụ điện này thôi. Đó, thì ta sẽ suy ra được Q của mình sẽ bằng năng lượng của tụ điện, tức là bằng 1/2 Cu bình. Đó, và bằng 1/2 này, công thức của tụ phẳng là epsilon 0 nhân với S chia cho D nhân với U bình. Đó, không phụ thuộc vào giá trị của điện trở nhé. Chỉ phụ thuộc vào năng lượng đang có trên cái tụ điện này thôi. Đó, thế thì thay số vào nó sẽ ra được thôi. Vậy suy ra Q sẽ bằng 1/2, cái này đổi sang đơn vị chuẩn hết nhé. 1/2 của 2 này nhân epsilon 0 là hằng số rồi, 8,86 nhân với 10 mũ trừ 12 chia cho D ở đây là 0,5 nhân với 10 mũ trừ 2 và nhân với S nữa, trên này S nữa là 140 nhân với 10 mũ trừ 4 nhân với U bình là 300 bình. Đây này thay số vào thôi. Để ra được là ba nhân 10 mũ trừ 6, đơn vị là Joule. Đáp án là C đúng không? Đúng rồi, ra C nhá. Chắc là bạn này làm trước rồi đúng không? Làm trước thì chữa đề mới dễ hiểu được. Đó, lưu ý cái câu này này. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở sẽ không phụ thuộc vào giá trị của điện trở, chỉ phụ thuộc vào năng lượng đang có ở trên cái tụ điện này thôi. Câu này chắc cũng không có gì đúng không? Mình chuyển sang câu số 8 luôn. Ai mà có thắc mắc gì thì comment luôn ở trên này nhá, mình giải đáp luôn. Đây là câu 7 chứ, bây giờ là câu 8. Câu 8 này, một tụ điện phẳng chứa điện môi epsilon bằng 3, khoảng cách giữa hai tụ là bản là D. Chỗ này là D bằng 0,2 rồi này. Hiệu điện thế giữa hai bản là 600. Tính mật độ điện mặt trên chất điện môi. Câu này một câu chương 3 đúng không? Chương 3 thì chỉ có đúng một công thức thôi. Câu 8 này ta sẽ có được là mật độ điện tích liên kết
có hai cách hỏi nhá. Người ta có thể hỏi là mật độ điện điện mặt trên chất điện môi hoặc là mật độ điện tích liên kết, thì đều là một. Thì sigma của mình à, sigma phẩy ấy, sigma phẩy sẽ tính bằng công thức là epsilon trừ 1 này nhân với epsilon 0 nhân với e. Đó, đây là công thức của chương 3. Chương 3 chủ yếu là lý thuyết thôi, có một công thức này thôi. Trong đề thi chắc chắn là sẽ có câu này đấy. Các bạn cứ học thuộc cái công thức này đi. Ở đây là tụ phẳng nên mình có thể biến đổi cái E này bằng U chia D nhé. Tụ phẳng mà. Bằng epsilon trừ 1 nhân với epsilon 0 nhân với U chia D. Một câu về chương 3. Bên đây các bạn thay số vào sẽ ra được là 5,316 nhân với 10 mũ trừ 6. Đơn vị của sigma phẩy sẽ là coulomb chia cho mét bình. Đúng rồi, là C. Câu này khả năng cao là trong đề thi sẽ có đấy. Một câu thì chương 3 mà. Rồi sang câu 9 nhá. Bắt đầu sang phần từ trường rồi đấy. Mình thích chữa phần từ trường hơn. Câu 9 này. Một đoạn dây được uốn thành hình như thế này, mỗi bên là dài L. Mình vẽ lại cái hình sang bên này đi. Cái này là L này, uốn ở trong là một cái bán cầu. Bên này cũng là L nữa. 9B à, là nhanh thế. À, có cường độ dòng điện I chạy theo cái chiều như thế này đúng không? Đây là I. Và cái này là bán kính R. À, cảm ứng từ B thì có hướng như thế này. Thế ở câu này mình sẽ chia ra cái đoạn dây này thành 3 đoạn. Đó là đoạn dây 1, đoạn dây 2 và đoạn dây 3. Để yêu cầu mình tính lực từ tổng hợp F tác dụng lên cái dây đó. Thì ta có là F theo vector này thì sẽ bằng F1. Lực từ tác dụng lên đoạn dây 1 cộng với lên đoạn dây 2 cộng đoạn dây 3 cộng F2 cộng F3. Đó. Và đây mình dễ dàng nhận thấy được là F1 và F3 sẽ cùng phương cùng hướng mà có độ lớn bằng nhau. Sẽ sử dụng quy tắc bàn tay trái để xác định được hướng của lực từ. Nó đều có hướng như thế này. Đây là F1. Đây là F3. Đó, thế thì ta sẽ có cái F này của mình sẽ bằng 2F1 cộng với F2 đúng không? A, một người A, người B thế này. Thế thì trong đó này, cái đoạn nào cơ bản thì mình tính trước nhé. Trong đó là cái F1 của mình thì sẽ bằng lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng mà sẽ là B nhân với I nhân với L sin alpha, mà ở đây vuông góc với nhau rồi, B và I vuông góc với nhau nên là sin alpha bằng 1. Chỗ này F1 sẽ bằng là BIL nhá. Thế còn F2 bằng bao nhiêu? Rõ ràng là ở đây là một cái dây dẫn cong, dây dẫn hình bán cầu đó là cong đối xứng, nên là cái F2 của mình chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối thôi. Nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. Thì ta sẽ có là F2 thì sẽ bằng BI nhân với 2R, chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối nhé. Và có cái hướng là sẽ vuông góc. À quên, có hướng là hướng thẳng đứng xuống dưới luôn, cũng theo quy tắc bàn tay trái luôn. Cái này thì cái công thức này thì các bạn có cần chứng minh luôn ở đây không? Chứng minh là nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối ấy. Chắc cũng chả cần đâu đúng không? Chỉ cần nhớ thế là được. Nếu mà đường cong đối xứng, cái dây bốn cong đối xứng, ví dụ như là hình tròn hoặc là hình bán cầu như thế này, thì sẽ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối thôi. Nhá, nên ta sẽ suy ra được. Ở đây là ba cái này cùng hướng rồi nên là ta sẽ bỏ được dấu vector đi. Thì ta suy ra F của mình
thì sẽ bằng là 2F1 cộng với F2 này, và bằng 2BIL cộng với 2BIR. Đó, rút gọn lại thì sẽ bằng là 2, theo đề viết theo đáp án sẽ là IB nhân với L cộng R nhá. Đó, đáp án B đúng không? Ở đây các bạn có cần chứng minh cái công thức chỗ F2 này không? Mình chứng minh nhanh cho. Nó là chia thành hai thành phần là Fx và Fy thôi, F2x, F2y thôi. Thì các thành phần x sẽ triệt tiêu với nhau ấy, chỉ còn mình thành phần y. Còn mình thành phần y thôi nhá. Thì khi đó thì nó sẽ có hướng là thẳng đứng hướng xuống dưới như thế này. Ok, không cần đúng không? Chỉ cần như thế là được. Ở đây lại có bạn chứng minh giúp mình này. Ok, để mình chứng minh luôn nhá. Mình sẽ xét riêng cái đoạn. Bài này là xong rồi nhá. Đáp án là như thế này rồi. Thế còn nếu mà chứng minh thì ta sẽ có cái khung dây hình cong như thế này. Cái này sẽ là R. Đặt trong cái từ trường B như thế này. Đó. Và cái cường độ dòng điện sẽ có hướng như thế này. Bây giờ hướng làm của mình sẽ là chia nhỏ. Chia nhỏ, đây là mình phần chứng minh nhé. Chia nhỏ vòng dây thành rất nhiều phần tử dòng điện, phần tử dòng IDL. Đó. Mỗi cái phần tử này này. Đó, mỗi một cái này là IDL sẽ có hướng như thế này. Thì ta sẽ tính được là DF từ sẽ bằng, đây là vector này, tích có hướng của IDL nhân với B. IDL nhân với B. Đó. Thế thì suy ra xét về độ lớn ấy, thì ta có DF từ sẽ bằng là IDL nhân với B nhân với sin alpha, sin góc hợp bởi giữa DL và B. Ở trong trường hợp này thì cái này là cái DL của mình nằm trong mặt phẳng giấy, còn B vuông góc. Cho nên là alpha của mình sẽ bằng 90. Nên ta suy ra được là DF từ sẽ bằng IDL nhân B. Thế thôi. IDL nhân B và sẽ có hướng là theo quy tắc bàn tay trái. Đây sẽ có hướng như thế này. Đây là DF từ này. Đó. Thì mình sẽ chia ra hai thành phần là DF từ x và DF từ y. Chia DF từ bằng DF từ x này. Thành phần theo phương ngang cộng với thành phần theo phương thẳng đứng. F từ y, DF từ y. Đó, và cái hệ trục của mình sẽ có hướng như thế này. Đây là x và đây là y. Đúng không? Thì hai cái thành phần nó sẽ có hướng như thế này. Đây là DF từ y này. Còn bên này đó là DF từ x. Thế thì khi mà mình tích phân lại ấy, thì các cái thành phần hai bên nó sẽ đối xứng. Nên là sẽ xuất hiện F từ x sang trái sang phải như nhau đúng không? Nên là sẽ triệt tiêu được cái thành phần x đi. Đó, có do đối xứng. Nên ta suy ra được là cái F từ của mình thì sẽ bằng tích phân của DF từ y thôi. Đúng chưa? DF từ y thì khi mà mình đặt cái thằng này là alpha này thì xét về độ lớn ta có F từ của mình sẽ bằng là tích phân của DF từ nhân với sin alpha. DF từ nhân sin alpha nhé.
Thế thì thay vào thì ta sẽ có là bằng tích phân của df từ thì mình sẽ thay vào bằng cái này. Đó là idl nhân với b này nhân với sin alpha. Đó, ở đây mình chưa xác định được, đây là f từ. Mình chưa xác định được cái cận của mình chạy từ đâu đến đâu đúng không? Bởi vì mình chưa biết được là cái biến nào của mình thay đổi. Ở đây khi cái phần tử của mình chạy từ đây đến đây thì rõ ràng là cái góc alpha của mình sẽ thay đổi. Đúng không? Thì mình sẽ biến đổi cái DL theo theo alpha. Nó sẽ bằng này là y này DL thì sẽ bằng là r nhân với d alpha nhân với b nhân sin alpha. Cận sẽ chạy là từ trừ pi phần 2 đến pi phần 2. Nhá, biến đổi cái thằng DL theo theo d alpha. Đây là cái góc, đây là DL của mình nhá. Đây là R đúng không? À, đây là tâm O đúng không? Thì cái góc này sẽ là D alpha này. Góc nhỏ này này. Là D alpha. Đó, sau khi tích phân lại thì ta sẽ suy ra được F từ của mình. Trong cái trường hợp là dây cong thì sẽ bằng là IB nhân với 2R. Thế thôi. Đó, thì nó sẽ là phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, hai điểm này đúng không? Không phụ thuộc vào hình dáng của đường cong. Được chưa? Thế thì khi mà đi thi thì các bạn chỉ cần nhớ cái công thức cuối này là được thôi. Nhớ là thay vào đây này. BI nhân với 2R nên thay vào ra đáp án cuối cùng ở đây là đáp án B. Hướng làm sẽ là như thế nhá. Chưa, có ai có thắc mắc gì về câu 9 này nữa không? Đây là phần chứng minh luôn rồi nhá. Ok. Sang câu 10. Một electron chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ thì quỹ đạo của electron khi này sẽ là một đường tròn bán kính R. Động năng của electron có giá trị là bao nhiêu? Cái electron của mình khi mà chuyển động trong từ trường đều thì sẽ chịu tác dụng của lực Lorentz. Đúng không? Và cái lực này sẽ đóng vai trò là lực hướng tâm. Chính vì thế nên là cái quỹ đạo của mình sẽ là hình tròn. Theo cái phương vuông góc mà nên quỹ đạo sẽ là hình tròn. Nó có câu 10 này. Là khi mà cái electron của mình chuyển động trong từ trường đều đúng không thì quỹ đạo của nó sẽ có hình như thế này. Đó. Đây sẽ là cái bán kính R. Thì cái này ta có công thức rồi. Nhanh thế, nó ra dê rồi. Công thức là R thì sẽ bằng là MV chia cho Q, trị tuyệt đối của Q nhân với B. Đó, thế thì theo bài này là electron đúng không? Thì sẽ bằng ME này nhân với V chia cho E nhân với B. E nhân với B. Đó thì ra được là bán kính nhá. Nó đề hỏi là gì nhỉ? Đề hỏi mình động năng đúng không? Động năng của mình thì sẽ bằng là 1 phần 2 MV bình, ME nhân V bình. Thế thì mình sẽ rút V từ cái công thức này thôi. Đó. Thì từ đây ta suy ra được. Suy ra này, V thì sẽ bằng REB chia cho ME. Nhá, REB chia cho ME. Đó, thì ta suy ra được V cáp D sẽ bằng 1 phần 2 MV bình này bằng 1 phần 2 ME nhân với V bình thì là cái thằng này REB chia cho ME tất cả bình. Thay số thì sẽ ra được là 9,002 nhân với 10 mũ
trừ 23 Jun. Đúng rồi, sao gì? Câu này thì cơ bản rồi đúng không? Mình chắc nhiều người làm được. Câu này cơ bản rồi nên là chắc không có ai thắc mắc gì đúng không? Mình sang câu 11 nhé. Một sợi dây dẫn dài vô hạn được uốn vuông góc như hình vẽ. Trên dây có dòng điện I chạy qua, xác định cảm ứng từ B tại điểm P. Đó, cái dây của mình như thế này. Mình vẽ lại hình sang bên này đi, làm bằng giấy này cho dễ. Mười một là cái dây của mình như thế này. Đây là dây dài vô hạn nên mình sẽ chấm 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 nào. Xác định cảm ứng từ B tại cái điểm P cách một đoạn là x đúng không? Thì ta đặt cái đoạn này là dây 1 nhé, đoạn dây này là 2. Thì B của mình thì sẽ bằng vectơ B sẽ bằng B1 cộng với B2. Cảm ứng từ do dây 1 gây ra cộng cảm ứng từ do dây 2 gây ra. Tuy nhiên là cái dây 1 này có phương đi qua điểm P cho nên là sẽ không gây ra cảm ứng từ tại điểm P. Hoặc là người ta nói là tại P không xác định ấy. Cảm ứng từ tại P không xác định. Nên là ta suy ra được là B của mình chỉ do cái dây 2 này gây ra thôi. Thì sẽ bằng B2. B2. Đó, mà B gây ra bởi dây dẫn thẳng thì ta sẽ có công thức là bằng gì nhỉ? Mi mi không này chia cho 4 pi nhân với y chia cho r khoảng cách nhân với cos theta 1 trừ cos theta 2. Thì ở đây mình giới thiệu cho bạn một công thức nữa, nó về bản chất là giống nhau nhưng mà nó dễ thực hiện hơn, dễ tính hơn. Đó là mi mi không chia cho 4 pi này nhân với y chia cho r, chỗ này sẽ là cos cos alpha sin chứ. Sin alpha 1 cộng sin alpha 2. Đó, ví dụ như là mình có một cái dây dẫn thẳng như thế này. Đây là chiều, đó, đây là điểm cần xét này. Đúng không? Thì bình thường là cái góc này sẽ là theta 1 và góc này là theta 2. Theta 2. Thế trong trường hợp này thì mình sẽ dùng công thức là sin alpha 1 cộng alpha 2. Thì chỗ này sẽ là alpha 1 này, còn bên này là alpha 2. Đó, nó chỉ việc cộng mà thôi. Đó, thì đến đây thì thay số thôi đúng không? Mu mu không chia cho 4 pi nhân với y, r trong trường hợp này là x. Nhân với sin alpha 1 cộng sin alpha 2. Alpha 1 trong trường hợp này thì sẽ tiến dần đến sin 90. Dây dài vô hạn mà sẽ là sin 90 cộng với cho chỗ này là sin 0. Đó, vậy cuối cùng ta sẽ suy ra được B sẽ bằng mi mi không nhân với y chia cho 4 pi x. Đáp án của câu này sẽ là D nhá. Đây. Câu này cũng là D. Rồi, sang câu 12. Câu 12 là cho một vòng dây dẫn tròn bán kính R bằng 9, cường độ dòng điện I bằng 6, cảm ứng từ B tại một điểm trên trục của vòng dây và cách tâm vòng dây một đoạn là H, có R và H đúng không? Là bao nhiêu? Câu 12 này.
Hình của mình sẽ như thế này. Một cái dây dẫn hình tròn, một vòng dây hình tròn, cường độ dòng điện là con treo như thế này. Xác định cảm ứng từ tại một cái điểm cách cái trục dây, cách tâm một đoạn là H, thì đoạn này của mình sẽ là H, còn đoạn này sẽ là R. Thì cái này thì thật ra là có công thức rồi đúng không? Cái ốp vào thôi. B của mình này trong trường hợp này sẽ bằng, nên là mu mu không này chia cho 2 nhân với y r bình chia cho r bình cộng với h bình tất cả mũ 3/2. Cái này là công thức thôi nhá, thì các bạn sẽ thay số vào. Chưa, thay số rồi chưa? Ra bao nhiêu nhỉ? Năm phẩy bảy nhân 10 mũ trừ 6. Đơn vị sẽ là Tesla nhé. Này là công thức thôi nhá. À, nếu mà ai mà cần chứng minh thì hãy inbox cho mình. Chủ yếu là học công thức là đã được khoảng 60 điểm rồi mà. Câu 13 này. À, ở đây tiện thể mình nói luôn là cái lớp ôn giữa kỳ và cuối kỳ của bách khoa đại cơ môn phái môn lý 2 của mình vẫn đang mở đăng ký nhé. Nếu ai mà có nhu cầu hay là có thắc mắc gì thì có thể inbox hỏi cho mình. Lớp cuối kỳ thì tuần này mới bắt đầu buổi đầu tiên này. Đó, còn lớp giữa kỳ thì xong rồi. Hình thức dạy là live trên Facebook ấy. Nếu mà rủ bạn bè thì sẽ được giảm. Rồi, sang câu 13 nhé. 13 là một kiến thức cũng tương đương như là cái mặt gau ở trong điện trường ấy. Cho dòng điện I chạy qua một dây dẫn đặc hình trụ, dẫn đặc hình trụ này, bán kính tiết diện thẳng góc R bằng 5 cm. Tính cường độ từ trường tại điểm nằm cách trục của dây một đoạn là 2 cm. Đây, nó có là cái dây dẫn của mình là cái dạng hình trụ đặc, thì nó sẽ có dạng như thế này. Đó. Và trong này thì có cái dòng điện I, I chạy trong này này, I chạy xuyên suốt cái này nhá. Và bây giờ người ta hỏi là tính cường độ điện trường, cường độ từ trường tại một điểm cách trục dây một đoạn là R ấy, R nhỏ ấy. Đoạn này là R, còn cái đoạn này là R lớn. Thì để làm được bài này thì ta phải sử dụng cái định lý Ampere đúng không? Ampere cho dòng toàn phần, cho dòng điện toàn phần. Ra C rồi cơ. Nhanh thế nhỉ. Định lý Ampere cho dòng điện toàn phần đó là tích phân đường loại 1 theo cái đường cong C của HDL thì sẽ bằng tổng I có trong cái đường cong C đấy, chạy qua cái đường cong C đấy. Đúng không? Thì tí nữa ta vẽ một cái đường cong C là ra thôi. Mà tuy nhiên thì ta phải biết được là cái mối liên hệ giữa I và S. Đúng không? Là ta có này.
Công thức của Y ấy thì sẽ bằng là delta Q chia cho delta T. Tức là điện tích chạy qua một cái tiết diện S trong một đơn vị thời gian. Khi mà đơn vị thời gian không đổi rồi thì ta có là suy ra Y của mình sẽ tỷ lệ thuận với S. Ở đây mình suy ra được là Y chia cho Y phẩy sẽ bằng là S chia cho S phẩy. Đó, mình cứ để đây nhá, tí nữa mình sẽ dùng đến này. Thế bây giờ bài này là một cái bài mà tương tự như là dùng định lý Gauss ở bên phần điện trường ấy. Thì muốn làm ở phần điện trường thì ta phải dựng một cái mặt Gauss đúng không? Thì ở đây mình tích phân đường thì mình phải dựng một cái đường cong C. Để một cái đường cong C mình dựng phải làm sao cho dễ tính cái tích phân đường này này. Thì mình sẽ dựng ở đây là hình tròn. Dựng một cái đường tròn như thế này. Dựng đường tròn C. Đường tròn C này. Trục tâm nằm trên trục. Nằm trên trục. Và bán kính R. Đó. Thì ta sẽ áp dụng cái định lý Ampere. Ampere. Ta sẽ có được là tích phân đường loại 1 theo cung C của HDL thì sẽ bằng ở đây cường độ dòng điện chạy qua cái đường tròn C đúng không? Thì sẽ là Y phẩy nhá. Nó không thể bằng Y được. Chỗ này là Y mà không thể bằng Y được. Y phẩy nhân với Y phẩy thôi, bằng Y phẩy thôi, tổng Y mà. Giờ ở một cái đường tròn này thì bán kính không đổi thì H nằm trên mọi đường tròn này sẽ không đổi rồi đúng không? Nên mình sẽ đặt H ra ngoài. Mình suy ra được là H nhân với tích phân đường loại 1 theo cung C của DL sẽ bằng Y phẩy. Đó, mà Y phẩy thì mình sẽ tính theo công thức này này. Và tỷ lệ với S mà. Lệ với S thì ta suy ra được là H tích phân đường loại 1 là tính độ dài đấy, độ dài của hình tròn sẽ là chu vi, tức là 2πr, 2πr nhỏ thì sẽ bằng là y phẩy sẽ bằng s phẩy chia cho s nhân với y. S phẩy chia s nhân với y. Từ đây ta suy ra này là h nhân với 2πr thì sẽ bằng S phẩy là diện tích của cái mặt nhỏ này sẽ là pi nhân với r nhỏ bình. S là diện tích mặt lớn, tiết diện mặt lớn là pi nhân với r lớn bình nhân với y. Đấy, từ đây sẽ suy ra được h thôi. H cần tính sẽ bằng r nhỏ chia cho 2 pi r lớn bình nhân với y lớn. Rồi bị lấp rồi đúng không? Quan trọng là phải nắm được cái bước này này, xác định y phẩy. Nếu mà cho y ở trong bài này là sai luôn đấy nhá, tính theo y là sai luôn. Nhá. Hướng làm là tương tự như cái phần dùng định lý Gauss ở bên điện trường ấy, sẽ dựng một cái đường tròn C. Cái bước dựng dựng đường cong này là phải dựng làm sao mà cho H ở trên mọi cái đấy không đổi này thì mình mới đặt được cái H này ra ngoài. Chứ nếu H mà vẫn phụ thuộc vào cái DL này thì sẽ khó tính. Cách dễ nhất là đặt thành hình tròn thôi. Vẽ hình tròn ra thì H trên mọi cái điểm này đều cách R mà nên là sẽ không đổi.
Đến đây rồi thay số vào nha, ta suy ra được H sẽ bằng 12,73. Đơn vị sẽ là ampere chia cho mét. Nên là đáp án mười hai phẩy bảy ba đáp án C đúng không, gần đáp án C à, suy ra C. Còn câu trên trong máy tính là bao nhiêu nhỉ, 5,7. 5,7 chưa, có ai có thắc mắc gì câu này không? Là 14 luôn rồi đó, nhanh thế. Ngoài 14 đáp án A đấy, tí mình chữa luôn. Rồi sang câu 14 nhá, à, câu cuối thôi. Câu 14 này, hai dây dẫn dài vô hạn đặt song song với nhau, cách nhau một khoảng nào đó. Cái này mình cứ coi như là cách một đoạn dây đi nhá. Để chưa cho mà. 14A 15B à, làm nhanh thật đấy. Dòng điện chạy qua các dây dẫn bằng nhau và cùng chiều, tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây. Biết rằng là nếu mà muốn dịch dịch cho khoảng cách lớn lên gấp đôi thì ta phải tốn một cái công là 6 nhân 10 mũ trừ 5 joule chia mét. Cái này sẽ là A chia L nhé. Để cho A chia L rồi này. Đã có cái hình như sau. À, đây là hai cái dây dẫn của mình. Có Y chạy qua và cùng chiều này. Thế thì khi mà đang đặt như thế này thì hai dây dẫn này sẽ có một cái tương tác từ, đó là hút nhau đúng không? Đang hút nhau. Thì để kéo cho hai dây nó ra cái vị trí mà khoảng cách lớn gấp đôi ấy, khoảng cách lớn gấp đôi ban đầu thì phải thắng một cái công. Thắng một cái công là đó là công lực của lực từ. Ban đầu lực từ nó hút nhau mà. Chúng ta sẽ có là A thì sẽ bằng A của lực từ. A mình cần tính thế này. Đây là câu câu 14. A phải thắng được cái công của lực từ đang hút nhau nhé. Ta có là dA thì sẽ bằng bằng F từ dR. Đó là công thức của trường cơ học. dA sẽ bằng là F từ dR. Đó, thế bây giờ mình sẽ kéo dây như thế nào? Ví dụ đây là dây 1, đây là dây 2. Thì mình có thể kéo đó là giữ dây 1 này và kéo dây 2 ra một đoạn sang bên này, hoặc là giữ dây 2 rồi kéo dây 1 sang bên trái, hoặc là đồng thời kéo cả hai dây ra cho nó lên đến khoảng cách là gấp đôi ban đầu. Nhưng mà tuy nhiên là mình sẽ chọn một cái cách nào đấy để mà tính công cho nó đơn giản hơn. Đó là sẽ giữ cái dây 1 và kéo dây 2 đúng không? Giữ dây 1, chọn trường hợp này nhá. Giữ dây 1, kéo dây 2. Đó. Thế thì suy ra được là cái F từ tác dụng lên dây 2 thì sẽ bằng B do cái dây 1 này gây ra này, gọi là B1 nhân với L nhân với Y. Y này là Y nằm trên dòng 2 thì cũng là Y luôn đó. Nhân với sin alpha mà trong trường hợp này là vuông góc với nhau rồi. Cho nên là sin alpha sẽ bằng 1. B1 LY. Đó, mà B do cái dây 1 này gây ra này chính là dây dài vô hạn này thì sẽ bằng là mu mu không chia cho 2π nhân với y chia cho r đúng không? Chỗ này nhân với l nhân y nữa. Và nhân bên này này. Đó thì về cơ bản là đã gần ra rồi. Mình thay thay cái F từ này vào trong này.
ta suy ra được DA của mình sẽ bằng mu mu không chia cho 2 pi nhân với y chia cho r, y bình r luôn đấy, y bình r nhân với dr, dr của thằng này. Đó là bây giờ mình tích phân lại thôi, là suy ra A của mình sẽ bằng tích phân DA, thì sẽ bằng là tích phân của cả cái cụm này mu mu không chia cho 2 pi nhân với y bình l chia cho r này dr. Cái chỗ l này là để tí nữa mình rút ra A chia l nhé, rút ra A chia l vì đề cho mà, đề cho A chia l. Đó, cận của mình sẽ chạy từ r cho đến 2r, d cho đến 2d nhé, đúng không? Khoảng cách ban đầu là d, lúc sau là tăng gấp đôi thì là 2d. Thì rút ra được suy ra A của mình sẽ bằng mu mu không này chia cho 2 pi nhân với y bình l nhân với ln của ln2. Đó, từ đấy thì mình rút ra y thôi. Suy ra y của mình sẽ bằng một cái căn lớn. Cái này sẽ là a chia l này, cái này phải để nguyên ra nhé. Nhân với mu hay lộn nhân với 2 pi chia cho mu mu không nhân ln2. Đúng chưa nhỉ? Rút cho bên này. Đúng rồi. Nó thì đến đây thì thay số thôi nhá. Nói chung bây giờ những cái câu tính công là dễ rồi. Cứ cho bằng DA bằng FDS rồi tích phân lại thôi. Này ra 20,8 ampere nhá. Đơn vị là ampere nên đáp án sẽ là A. Đúng rồi đấy, bạn lúc nãy làm là ra A đấy. Đúng rồi, cận từ R0 đến 2R0. Ở đây mình ký hiệu là D nên là mình đặt từ D đến 2D cũng được. Ai có thắc mắc gì câu này không? Sang đến câu 15 thì cái câu này cấp 3 các bạn đã làm rồi. Câu 15 nhá, câu cuối nhá. Ngoài thật ra là nếu mà tinh ý thì nhìn ra được ngay. Còn nếu không thì vẽ hình ra một tí cũng làm được ngay thôi mà. Câu này câu 15 làm từ cấp 3 rồi. Cấp 3 làm mấy lần nữa? 15 này. Ta có một cái hệ tọa độ đề các OX, YZ. Đây là trục Y. Đây là trục Z và đây là trục X. Đây. Cái điện trường E của mình thì đặt theo trục OZ này, nên là E của mình sẽ hướng lên như thế này. Và từ trường B thì đặt theo trục OX,
Đây là B. Và cái hạt của mình là có điện tích Q lớn hơn không? Khối lượng M bắt đầu chuyển động theo trục OI với vận tốc là V. Đúng không? Thì cái V của mình sẽ có hướng như thế này. Đây là V. Đó, bây giờ đề hỏi là V bằng bao nhiêu để cho quỹ đạo của điện tích là thẳng. Quỹ đạo thẳng đúng không? Thì ta phân tích một tí này, là khi mà chuyển động cái hạt của mình là điện tích Q rồi, đặt trong cái môi trường là điện trường E thì nó sẽ chịu tác động của lực điện F điện. Q lớn hơn không nên là F điện sẽ cùng hướng với E, cùng hướng với điện trường. Và cái điện tích này thì chạy trong từ trường đều mà. Chạy trong từ trường nên nó sẽ chịu một cái lực, đó là lực Lorentz. Cái lực này sẽ có hướng như thế này. FL, cái này là quy tắc bàn tay trái nhé. F Lorentz thì xác định bằng quy tắc bàn tay trái. Thế bây giờ thì thế này thì đơn giản rồi đúng không? Ra được cái này thì đơn giản rồi. Để hạt chuyển động thẳng thì cái lực tác động lên nó phải cân bằng với nhau. Thì suy ra là F điện của mình phải bằng F Lorentz. Đó. Mà cái F điện của mình thì được tính bằng công thức là QE, QE. Còn F Lorentz thì bằng Q VB nhân với sin của V và B. Rõ ràng là nhìn thấy được là V và B vuông góc với nhau rồi, cho nên là sin ở đây bằng 1. Ta suy ra được ngay V của mình sẽ bằng E chia B. Đó, nên đáp án sẽ là đáp án A. À, quên, đáp án B chứ. Làm ra E chia B mà lại khoanh ngang. Chưa có ai có câu hỏi thắc mắc gì về bài này không? À, trong cái đề mình chữa này có ai thắc mắc gì không? Đề này mình đánh giá là khá là vừa sức đấy, 45 phút là vừa. Nếu mà thuộc công thức rồi thì làm nhanh, thuộc công thức rồi thì khoảng 30 phút là xong thôi. Câu cuối rồi nhá, câu 15 là câu cuối rồi. Ai có thắc mắc gì không? À, mình không không xóa like đâu nhá. Xong rồi mình up luôn lên trên group mà. Anh Nguyễn Lê Nam mà học đỉnh thế này thì đi thi chỉ có 10 thôi. Cái câu nào cũng làm được mà. Câu nào cũng comment đáp án đúng mà.
mà không qua có thắc mắc gì nữa thì mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Xong rồi mình sẽ đăng cái video này lên trên nhóm cho không xóa đâu. Nếu mà ai mà cần cái bản chữa này thì có thể inbox cho mình chụp cho nhá. Rồi, chào mọi người nhá.